Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả, chúc tất cả các quý vị luôn dồi dào sức khỏe và luôn luôn có nhiều niềm vui. Tiếp tục nha cả nhà, tiếp tục. Chào chị, mì tôm cổ chi, chị chia sẻ rất hay. Chúc mì tôm với gia đình buổi tối vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Đúng rồi, chị mì tôm của chúng mày hạnh phúc lắm, vui vẻ lắm ha. Tiếp tục phản hồi của mì tôm. Dạ, yeah, em qua nay buồn lắm đó chị. Rồi, chị mì tôm của chúng mày nói là buồn đó. Em rất thích nghe chị bình luận, phân tích rất chính xác. Hôm nay chị mặc áo dài đỏ đẹp quá. Rồi, chị mì tôm trả lời: đầm ôm đó em, không phải áo dài. Đầm ôm nha, đầm ôm nha, chứ không phải áo dài nha. Rồi, nghe chưa đàn về con, đầm ôm nha, chứ không phải là áo dài, nghe chưa, đầm ôm thôi. Đầm ôm màu đỏ nha. Em rất đồng tình phân tích của chị mì tôm. Thời buổi bây giờ, cái gì, Phật tử cúng dường nuôi thầy tu thành tỷ phú, nếu làm đúng thì tiền cúng dường thì nên xây bệnh viện, trường học, cầu đường, không phải xây chùa cho hoành tráng, cho thấy vào ở. Còn Phật tử sống chật vật nợ nần, em có vào nghe mấy bài giảng pháp của mấy thầy nổi tiếng trên YouTube mà không câu nào nghe được. Giảng pháp đa số là có ý thực dụng, lợi dụng Phật tử moi tiền thiên hạ. Em nhìn mặt thầy tu ai ai đều có nét gian xảo, lừa lọc, hào quang của họ đen tối như cái đấy hồi nồi cơm nấu củi. Đen như nồi cơm nấu củi nha. Đó. Thầy tu giảng là tụi nó nghe là giống như nó nói là đen giống như cái nồi nấu củi nha. Em chưa thấy thầy tu nào mà tu có cái hào quang sáng dạng. Cái tâm đen thì cái hòa quang trên nét mặt. Như vậy đạo đức xã hội đi xuống thì người đi tu cũng vậy. Có được bao nhiêu mấy người tu thật sự. Các bạn cứ đi chùa rồi cúng dường cho nhiều thì chỉ nuôi thầy chùa, cho mập cho giàu. Nếu mình có lòng tốt thì giúp ai cần giúp, như vậy cũng tạo phước rồi. Như chị mì tôm, giúp được gì thì chị giúp. Chị có tiếng cho những ai cần sự giúp, tạo phước trong hành động nhỏ hàng ngày. Đúng rồi, chị mì tôm của mày á, toán có giúp phước không hả? Chị mì tôm của mày á, bắt đầu nha, bắt đầu. Trời ơi, cái này dài quá, dài quá. Mì tôm trả lời nha. Với chị thì đơn giản, cúng dường chị vẫn cúng, nhưng nói mà cho cả nhà cúng dường thì chị không làm được. Đúng rồi, mì tôm nó cho mới là đó. Mì tôm mà nó mà cho mới là, nó cúng dường mới là ha. Nó mà nó ăn của người ta thì không có chờ đó, mà nó đứng đi cúng dường, đúng không? Chị nói đúng quá nên ta sợ chi nói thương chị giữ ta. Chị mì tôm của chúng mày nói đúng ha, đúng lắm. Nghe lời em má lai một cách vô tâm tàn nhẫn với chị em ạ. À, ý là Hồng Loan nghe lời bà Ni đó, nhẫn tâm. Hồng Loan nhẫn tâm với chị em, nhẫn tâm kìa. Hồng Loan nhẫn tâm kìa. Hồng Loan thì ngộ ha, cứ nghe lời bà Ni không à. À, nhẫn tâm với chị mì tôm, nhẫn tâm quá. Hồng Loan thì nhẫn tâm ha, nghe lời bà Ni không à. Để bà mì tôm bà đại diện phát ngôn cho
mắc cái gì mà không để cho mì tôm đại diện ha. Mì tôm cũng có trình độ chứ bộ ha, trình độ giỏi. Khổ thân mì tôm quá, càng ngày càng thấy sợ ghê. Khổ thân mì tôm ha, giá màn rồi. Fan cùng của mì tôm. Dạ em thật sự thấy hối hận lắm ạ. Giữ ta hối hận, tháng ăn mấy trăm triệu tiền YouTube mà hối hận. Em đẹp lắm, từ ngày em bị tấn công bởi những người không tâm không tầm, nhưng chị thấy em càng trẻ đẹp đó, nhìn em mà chúng ghen tị lắm. Em là người rất sâu sắc, mạnh mẽ và nghị lực nên chị rất ngưỡng mộ em đó, em yêu. Có tâm kìa mì tôm á, có tâm có tầm. Em đẹp, mì tôm đẹp nên là bên Phan Hồng Loan tấn công không à, ghen tị tấn công không à. Vừa có tâm vừa đẹp ha, đó, vừa giỏi nên là toán có người ghen ăn với mì tôm không. Phân tích thì sâu sắc ha, mạnh mẽ nghị lực ghê. Chị rất ngưỡng mộ em. Chị chúc em dù có phong ba bão táp thì em vẫn vững vàng, trẻ đẹp, kiên cường. Giữ ta phong ba bão táp nha, vẫn trẻ đẹp kiên cường, làm như người con gái kiên cường, làm như giống đi chiến tranh công bằng. Bởi còn rất nhiều người yêu thương và thích nghe giọng nói của em. Có ai? Có đàn dê chó chứ có ai. Áo dài cô gái Củ Chi, trời ơi nhìn giống cô giáo à, cô giáo mì tôm. Vô coi là bình luận em liền rồi, nghe câu chuyện sau. Giữ ta vô nghe cái là comment luôn á, không cần chưa cần nghe nha cả nhà. Đó, Atifan của mì tôm. Áo dài Củ Chi nha. Đó, cô áo dài Củ Chi nhìn giống cô giáo kìa. Chị mì tôm giống cô giáo ha, nhìn giống chứ bộ ha. Nếu mắt kiến rồi mặc áo dài, mặc áo dây, có lúc mặc áo dây, lúc mặc áo dài, rồi đồ có lúc đồ khăn xếp, rồi có lúc đồ nơ thì bảy sắc cầu vồng, nay màu này mai màu khác ha. Nhìn giống cô giáo ghê ha, cô giáo Củ Chi á. Cùng người con gái kiên cường rồi à, cái gì mà cô giáo, cái gì Củ Chi tè le gì đó ha. Em chúc chị nhiều sức khỏe, chị lấy lại đi chị, cho em đi chị. Chị nhắn tin cho con vô ơn là có người xuống lấy, em chạy qua nhà nó lấy. Dưới trời, chị đồng ý nhận lại thì tụi nó lại kiếm chuyện kìa em. Trời ơi kìa, chị đồng ý nhận lại rồi chúng nó lại kiếm chuyện rồi em kìa. Đi xuống mà lấy đúng không, xuống mà lấy không chịu, lại kêu là người ta kiếm chuyện đúng không. Tào lao, tự nhiên trai con vé chỗ với tặng vé chỗ nào đó xuống lấy rồi biết đưa cho ai, rồi ngày nào cũng đưa sao à, mỗi ngày con vé chỗ xuống à, con cái đồ bông tay à, dễ dắt không nên ngày nào cũng có con vé chỗ xuống. Đúng rồi, chờ lấy về cho nó đi, lấy về cho fan của mày kìa nhá. Fan của mày nó đang thèm, có Loan đâu có thèm, nó là fan của mày đang chết đói chết khát đó. Đó, thèm đưa bông tay xuống lấy cho nó đi, nó kêu nó chạy qua nó lấy đó. Rất nhiều người bị dẫn dắt và lừa gạt như chị mì tôm, nhưng mì tôm rất can đảm, sống đúng với tình người, dám can đảm chịu mấy mắt chịu mất mát mỗi tháng hơn 100 triệu và bị vùi dập cả gia đình mình vậy à, cả gia đình à, cả cộng đồng mạng mình nên xem xét kỹ lại mì tôm có vì tiền không. Đúng rồi ghê, bị cộng đồng mạng dẫn dắt kìa. Rất nhiều người bị dẫn dắt, ý là kêu là bên Hồng Loan dẫn dắt á, bị lừa gạt mì tôm can đảm cái gì mất mát một tháng một cả 100 triệu. Tào lao, mày làm YouTube bây giờ, ngày xưa mày câu like câu view mày giật tích, bây giờ mày giật tích là mày bị người ta kiện. Bây giờ mày làm giờ ít lượng view, bây giờ mày đổ thừa là tại cộng đồng mạng
bị dẫn dắt cho nên bây giờ dẫn dắt là ý là theo nghe theo bà Ni đó, không có nghe theo nó đó, cho nên giờ kênh YouTube của nó mất tháng cả trăm triệu mất cái mày chứ liên can gì tới người ta đúng không, đào lao không à mày á, mày còn mất nhiều ha, mày đồ cái thứ vô ơn mà lấy đâu mà ai mà ủng hộ mày đúng không.